Chúng ta sẽ viết công thức cấu tạo của C6H12. Yêu cầu chúng ta là nói về công thức anh ấy thôi. Bước đầu tiên em sẽ đi tính K hợp chất hữu cơ C6H12O. Trong hữu cơ, carbon hóa trị 4, hydro hóa trị 1, oxy hóa trị 2. K chúng ta là bằng tổng liên kết pi cộng vòng sẽ bằng 2S4 trừ S1 cộng 2 tất cả chia 2 đáp vô 2 nhân 6 trừ đi 12 cộng 2 tất cả chia 2. Em lưu ý thầy nói lại này, ở trong công thức nghe rõ nha, trong công thức tính độ không no thì cái oxy chúng ta không có liên quan em nha. Thế đây bằng 1. Bây giờ chúng ta phân tích cái anhít là cái gì đã, thì chúng ta biết là trong này có pi hay không. Nếu mà trong có nhóm chất anhít chúng ta có một pi thì vòng bây giờ bằng không. Anhít là chất gì đây nghe. Yes, Rồi trong này có pi không em ơi? I Từ đây suy ra V bằng mấy? have one. V bằng không. Rồi cái đó chúng ta sẽ viết đồng phân của anhít C6H12O thì suy ra nó là CHO này, thì còn lại là C5H bao nhiêu? 11. C5H11 là gốc no em nhé. Chúng ta sử dụng quy tắc đếm nhanh 1 1 2 4 8 17 à, thôi 48 là được rồi, không cho nhiều quá. Như vậy C5H11 là 5C, C1, C2, C3, C4. Như vậy nó sẽ có 8. Được không bạn ơi? Em được ạ. Rồi bây giờ nhiệm vụ chúng ta để viết được cái công thức cấu tạo của C5H11 CHO, chúng ta làm như sau. Chúng ta dùng triết lý bổ khung 1, 1, 1, 2, 3. Như vậy C5 chúng ta sẽ có 3 bổ khung. Sau đó chúng ta xác định tính chất đối xứng, sau đó chúng ta gắn nhóm CHO vào đúng 8 vị trí là chúng ta đúng. Thế rồi C5 chúng ta có tất cả là 3 bổ khung. Đầu tiên là mạch thẳng, mạch nhánh một nhánh và cuối cùng là hai nhánh. Được chưa em ơi? Chúng ta xác định tính chất đối xứng. Cái điểm này thì ở giữa, như vậy 2C hai bên đối xứng. Tiếp tục đối xứng. Cái này là 2C bên này đối xứng này. Còn cái này là 4C đối xứng. Rồi. Mời bạn nào làm giúp thầy nào. Bộ khung thứ nhất chúng ta gắn vào máy vừa đấy em ơi, nhóm xe rồi ấy. Nhấn vào hai Ba chứ. hay dạ ba Rồi bộ khung thứ hai gắn vào máy vừa đấy. Thì bốn không? Đúng em. Bộ vô không gắn vào một vị trí, như vậy tổng chúng ta có tất cả là 8 công thức cấu tạo. Các bạn có ý kiến gì vô này không ạ? không ạ. Đang hiểu không đang à? Có ạ. Rồi bây giờ nghe. Bây giờ các bạn ghi cho thầy 8 công thức cấu tạo ra đi. Công thức đầu tiên. Một chúng ta gắn nhóm chất CHO vào đây, sau đó chúng ta tiến hành điền hydro. Hai hai là gắn ở carbon màu vàng. Chúng ta điền hydro. Đây là bữa thứ ba mình dạy về công thức cấu tạo đúng không?
Các bạn thấy cái triết lý của thầy dạy công thức cấu tạo, các bạn hiểu rõ vấn đề không ạ? Có. Đó, triết lý nó đi khá là đơn giản, không khó gì cả. Ta ghi ra đi, cho thấy nó rõ ban ngày mà. Khi C càng lớn thì cách hỏi người ta sẽ đơn giản lại cho chúng ta em nha. Ghi ra cho rõ vấn đề, giống như bạn kêu là nó trùng thầy lai. Trùng hay không thầy sẽ kiểm tra cho biết liền. Năm. Chúng ta vẫn đi từ bên phải về bên trái. Ở đây bạn lưu ý, nếu ở đây người ta cho chúng ta là thế nhóm này bằng cờ lo thì cũng 8. Thế OH cũng là 8. Thế NH2 cũng là 8. Tức là tất cả ở đây nó đều là 8. Nó chỉ thay đổi đuôi CHO bằng cái đuôi khác thôi nha. Rồi, tiếp tục là số 6. Sau chúng ta thì nó sẽ gắn ở xe nhắn. Chúng ta điền đầy đủ hero. Bye. Và cuối cùng 8. Bạn cho thầy thấy là có nó có trùng không em ơi? Bạn nào kiếm cho thầy nó trùng với. Nếu triết lý cái này mình làm ok thì mọi thứ sau nó đơn giản lắm. Vậy thôi. Và theo đánh giá của thầy thì đây là một câu hỏi dễ, rất dễ là đằng khác. Đây chúng ta dùng quy tắc đúng bột khung, tính chất đối xứng và chúng ta định hướng vào nhóm chất CH gắn vào. Kết hợp với quy tắc 11248 thì bài toán này chúng ta làm rất là nhanh.